Rồi, ở phần này thì ta làm lại cái bài số 1 của đề số 7. Bài toán cho n hình chữ nhật, với mỗi hình chữ nhật thứ y thì ta lát hết viên x y viên gạch màu xanh và y viên gạch màu vàng. Bây giờ người ta hỏi với các cái hình chữ nhật như trên thì có bao nhiêu hình chữ nhật đạt tỷ lệ giữa các cái cạnh chiều dài với chiều rộng, cộng chiều dài cộng chiều rộng chia cho chiều dài thì bằng chiều dài chia cho chiều rộng. Và do tỷ lệ vàng của nó xấp xỉ là một cái số nguyên xấp xỉ, nên khi ta đạt tỷ lệ trên có độ sai số không quá 0,1 là ta có thể chấp nhận là đây là một cái cạnh đạt tỷ lệ vàng. Bây giờ dữ liệu đề bài thì người ta cho số nguyên dương n và n cặp số xy tương ứng với số lượng viên gạch màu xanh và số lượng viên gạch màu vàng để lát gạch hình chữ nhật thứ y. Vì vậy thì ta nhận thấy như sau. Với bộ test ở đề bài thì nó ra một thì chỉ có cái cạnh, có cặp cạnh, có cặp 12 ba, tức là lát hết 12 viên gạch màu xanh và 3 viên gạch màu vàng thì ta thu được cái hình chữ nhật cạnh 5 nhân 3. Và cạnh 5 nhân 3 thì nó là cạnh hình chữ nhật có cạnh 5, chiều dài là 5, chiều rộng bằng 3, thì nó đạt được cái tỷ lệ là 5 cộng 3 chia cho 5 thì bằng 5 chia 3. Đấy. Vậy thì và bằng 8 đúng nhỉ? 5 cộng 3 là 8. 8 chia cho 5. Rồi, như vậy thì với cái tỷ lệ như thế thì ta kết luận ra được là có một trong các cái test đề bài vào thì chỉ có mỗi một hình chữ nhật thỏa mãn. Vậy để làm bài toán này thì ta có đề bài người ta cho n và dãy và số cái hình chữ nhật tương ứng với x là số viên gạch màu xanh và y số viên gạch màu vàng tương ứng của hình chữ nhật đấy. Ai kia? Và chúng ta cần đi đếm số lượng hình chữ nhật thỏa mãn. Vậy thì nếu mà ta gọi x à, gọi A là chiều dài của hình chữ nhật và B là hệ chiều rộng của hình chữ nhật có số viên gạch màu xanh là P và số viên gạch màu vàng là Q thì ta dễ dàng nhận thấy rằng ta lập được phương trình 2 nhân A cộng với B trừ 2 nhân cộng 2 bằng P. Vì lý do cạnh chiều rộng bằng A thì bên tay trái có A viên gạch, bên tay phải có A viên gạch màu xanh. Bên trên có B trừ 2 viên gạch màu xanh, bên dưới có B trừ 2 viên gạch màu xanh. Nên số lượng viên gạch màu xanh nó sẽ bằng là 2 nhân A cộng với 2 nhân với B trừ 2 thì nó bằng số viên gạch màu xanh. Số viên gạch màu vàng do cạnh chiều rộng là A thì ta có là A trừ 2, chiều dài của nó là B, nó mất 2 viên 2 đầu nên nó là B trừ 2. Hình chữ nhật này đặc nên nó có A trừ 2 nhân B trừ 2 viên gạch. Giải cái hệ phương trình một ẩn, bậc nhất một ẩn có hai tham số là bậc nhất hai ẩn là có hai biến A và B, thì ta với tham số PQ thì ta rút A ở cái phương trình 1 hoặc phương trình 2. Ở đây ta rút A phương trình 2 thế vào phương trình 1. Đấy. Thì sau khi biến đổi đại số xong, ta biến đổi tương đương, ta rút về được một cái phương trình là 2 nhân B bình trừ đi 4 P cộng 4 nhân B cộng với 2 nhân Q cộng với 2 nhân B bằng 0. Ở đây ta xem ẩn số là B. Vậy thì ta đặt A bằng 2B bằng trừ 4 là trừ P cộng 4 và C thì bằng 2 nhân Q cộng với 2 nhân P. Thì phương trình của chúng ta đưa về phương trình bậc nhất một ẩn, bậc 2 một ẩn. Để giải phương trình này thì các bạn tính delta bằng B bình trừ 4AC và tính nghiệm B1, B2 và ta thay vào để ta tìm được A1, A2 theo cái chỗ khi đấy ta rút ra ở trên này. Thì ta vì với mỗi bộ PQ thì ta thu được một hình chữ nhật duy nhất nên cặp A1, A2 và B1, B2 nói ví dụ như cái cặp 53 và cặp 35 đấy. Như vậy thì tới đây ta đã giải được phương trình trên trên giấy nháp rồi. Vậy trên code thì ta sẽ code như thế nào? Quay trở lại chương trình chính, ta nhập n và nhập vào, ta sử dụng mảng x để lưu số viên gạch màu xanh, mảng y lưu số viên gạch màu vàng, và khi đó ta khởi tạo red là bình đếm bằng 0, lần lượt duyệt qua tất cả các cái hình chữ nhật, với mỗi hình chữ nhật kiểm tra xem số lượng viên gạch màu xanh màu vàng này nó của hình chữ nhật nào, có thỏa mãn là tỷ lệ cạnh vàng hay không. Thì khi đó ta nhận thấy bắt đầu vào phương trình, ta đặt code bắt đầu từ cái chỗ đoạn đặt a b c ở chỗ này, thì ta đặt a bằng 2, b bằng là trừ là c bằng từ này và ta tính delta bằng b bình trừ 4ac. PQ tương ứng với hai tham số đầu vào, đó là số viên gạch màu xanh và số viên gạch màu vàng nhé. Thì khi đó các bạn đã tính được b1 trước, sau đó ta thay vào ta thu được a1.
để đảm bảo rằng A1 là cạnh dài thì ta nhận thấy rằng nếu B1 lớn hơn A1 thì ta đổi chỗ thằng A1 cho B1 thì đảm bảo A1 là cạnh lớn hơn, còn B1 là cạnh nhỏ hơn của hình chữ nhật. Vì tỷ tỷ số giữa tổng hai cạnh chia cho cạnh dài trừ đi tỷ lệ cạnh dài chia cạnh ngắn nó luôn là có sai số khi ta code trên máy, nên ta lấy độ sai số không quá 0,1 thì ta xem nó là tỷ lệ vàng thì ta return true, ngược lại ta return false. Vậy thì trên đây là cái hàm kiểm tra. Đấy. Và sau đó đây là nó. Vậy thì quay trở lại code chương trình thì ta có thể tạo ra một cái bool kiểm tra và ta sẽ cài đặt tương tự như phần thuật toán đã nêu. Vì dữ liệu đảm bảo có nghiệm nên phương trình biến A1 B1 luôn đảm bảo là kiểu dữ liệu nguyên. Đấy. Đấy, ta có thể đưa A1 B1 ra xem. Nếu cái đoạn này có tỷ lệ không quá 0,01 thì ta return true, ngược lại return false. Vậy thì ở chương trình chính của chúng ta đơn giản nhập dữ liệu, thực hiện khởi đếm và đưa kết quả ra. Rồi, trên đây là cái bài toán số 7 câu 1. Chúc các bạn cài đặt thành công.